Blackpink đã xin phép biểu diễn tại Việt Nam. Mới đây, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có phản hồi liên quan đến hồ sơ xin cấp phép concert bombing của Blackpink. Mới đây, chia sẻ trên VTC News, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị tổ chức buổi biểu diễn bombing của Blackpink tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình đã gửi hồ sơ xin cấp phép biểu diễn. Ông Hồng cho biết, Sở rất hoan nghênh nhóm nhạc Blackpink đến biểu diễn tại Việt Nam trong thời gian tới. Mời được Blackpink tới Việt Nam biểu diễn không phải đơn giản. Chúng tôi rất hoan nghênh và mong muốn Blackpink biểu diễn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chia sẻ. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc diễn ra ở Hà Nội. Ông Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh, đây là cơ hội để thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 6, đã xuất hiện thông tin cho rằng đơn vị tổ chức buổi biểu diễn bombing của Blackpink tại Hà Nội chưa gửi hồ sơ xin cấp phép tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Chia sẻ với Dân Trí, một cán bộ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, đơn vị này chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn cho nhóm nhạc Blackpink. Về nguyên tắc thì sự kiện phải được cấp phép biểu diễn mới được quảng cáo, giới thiệu về chương trình. Từ hôm qua đến nay, thông tin về đêm nhạc rầm rộ quá mà phía Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép. Chúng tôi cũng chưa biết đơn vị nào đứng ra tổ chức đêm nhạc này tại Việt Nam mà đã quảng cáo như vậy là chưa hợp lý lắm, vị cán bộ này thông tin. Vào ngày 26 tháng 6, thông tin nhóm nhạc nữ Blackpink sẽ chính thức đem tour diễn bombing đến Việt Nam đã gây xôn xao mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc. Được biết, sự kiện sẽ diễn ra tại Sân Vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào hai đêm 29 và ngày 30 tháng 7 tới. Vé được mở bán vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Giá vé concert của Blackpink tại Việt Nam chưa được công bố nhưng nhiều khán giả dự đoán nó sẽ dao động từ 1 triệu tới 10 triệu đồng.